Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì những cái giò lan cát nhà em đang nở rất đẹp như thế này. Mời anh em mình vào ngắm những cái giò lan cát đang nở và rất thơm các bác ạ. Thế bây giờ nó khoảng tầm 10 giờ trưa. Thì anh em cảm giác là trời thời tiết nó đang nắng như thế này. Đấy. Mà những cái bông lan cát nó lung linh như thế này thì cái mùi hương nó như thế nào? Đấy, mỗi em một cái mùi hương, một cái vẻ rất phải nói là hấp dẫn. Đấy. Trước tiên thì mời anh em mình ngắm những cái bông hoa đẹp. Đây, trước mặt anh em đây là một bông lan cát bảo ghi, hay gọi là Siam đây, Siam. Bông này thì khi nó mới nở ra thì bông nó màu nhạt thôi cả nhà. Nhưng mà khi khoảng 2 tiếng sau thì bông nó sẽ đổi màu, màu đậm hơn. Bông rất đẹp, lâu tàn, khuôn bông tương đối cân đối các bác nhé, cân đối. Đây anh em xem, đó. Một mèo nụ đạt thì nó ra cho mình được ba bông hoa tương đối hấp dẫn. Nói chung là cái mỏ bông nó cũng khá dài, bông cánh nó dày các anh chị ạ, cánh dày, nó có cái vẻ đẹp riêng của nó. Nói chung là khi mà mình đặt cái bông lan cát bảo nghi vào một cái khu vực những cái bông khác nhau ấy, thì bảo nghi nó vẫn nổi bật, nó tương đối nổi bật về màu sắc, về cái cánh và cái độ tương phản so với những cái mặt bông kia. Đấy. Rồi mặt bông thứ hai thì giới thiệu với anh em, đây là giò Ruby Queen nhà mình. Đấy. Giò này thì các bác nhìn cái số lượng thân thì anh em mình cũng biết là cái nó cũng khá lâu rồi. Đây này, giò này hôm trước em đếm là gần 30 bông hoa. Ruby Queen này thì cũng nói chung là nó là cái loại cát một lá, nhưng mà anh em xem khi nó ra hoa này thì một chùm bông của nó là ba bông. Nhìn cái cảm giác nó rất thoáng các anh chị ạ. Cái này chơi cũng cả tháng đấy. Đấy, màu nó khá đậm. Đây anh em xem này, một thân nhỏ nhỏ thôi, nó ra cho mình ba bông hoa rất siêng bông. Những cái loại này thì nó cứ nhú mầm lên thì nó sẽ ra bông, chơi cũng đáng để anh em mình chơi. Riêng cái Ruby Queen này tối hôm nay trên kênh YouTube Lan Được Lâm Đồng thì em sẽ tách cái giò Ruby Queen này ra nhá, em bán cho anh em. Ví dụ là em sẽ bán theo hướng, ví dụ ba hướng như thế này, là trong đó có hướng tư á. Mà cái riêng cát này thì cái đặc điểm của nó là tất cả những cái thân đều có mắt ngủ ngoài, cho nên là về cái là nó sẽ tới cái mùa phát triển này, này mầm này thì nó sẽ bung ra. Mà nó bung ra cái là khoảng tầm tháng sau là anh em mình lại có hoa chơi. Đấy, nói chung là mình chơi hoa quanh năm, không có sợ, bởi vì Ruby Queen em chơi em biết rồi, nó cứ lên mầm nó sẽ ra hoa. Đấy. Đây là 200 ngàn là ba hướng, ba hướng đẹp mấy cả nhà. Thậm chí bác nào may mắn vào mua trước ấy thì anh em mình có những hướng đăng hoa. Hướng đăng hoa này về anh em phải chơi được khoảng 20 ngày nữa, khoảng 20 ngày nữa chơi thoải mái, bởi vì bộ rễ nó đang ra rồi, nó cũng rất đẹp. 19:30 thì em hay bán trực tiếp trên kênh YouTube Lan Rừng Lâm Đồng, hoặc là anh em có thể là kết bạn cái số điện thoại Zalo mà em để trên tiêu đề ấy, là anh em mình có thể nhắn tin. Đấy, bây giờ bắt đầu lễ nó ra này, nó cứ thiên hướng là cái chồng cát ấy. Thiên hướng nó hướng ra phía bên ngoài, cái giò này em tách nó cũng rất dễ cho anh em này. Rất dễ cho anh em, nó không ảnh hưởng gì tới cái bộ rễ, đặc biệt là anh em mua chuẩn cây, chuẩn giống để anh em chơi. Đấy, cái dòng thứ hai giới thiệu anh em đây là một bông vua cương sơn. Cả nhà nhìn bông đẹp không, bông nó cũng cân đối nhá. Đấy, cân đối, cái viền của cái cánh hoa thì nó màu đỏ đậm đà. Đấy, cái lưỡi cũng vậy. Đấy, nó có mỗi em một vẻ, bông nó cân đối lắm, nó tròn, trông nó tròn bông. Cây này thì nó được có một bông thôi, nhưng mà nó cũng siêng bông, cái dòng này cũng siêng bông, thơm lắm cả nhà, rất thơm. Rồi tiếp một cái mặt bông mà bây giờ hình như trong vườn em là đang có những cái chậu đang có nụ. Đây là một cái bông của Thái. Bông này thì
cánh trắng, lưỡi nó vàng như thế này này. Đấy. Cánh thì nó cũng không phải thuộc cánh sáp giống như mấy cái loại kia. Đấy. Không thuộc cánh sáp. Nhưng mà trông cũng hay. Chơi nó cũng siêng bông, bông nó hay lắm. Ở đây em có mấy giò này. Cứ mỗi một giò nó ra hoa, ra chùm bông thì nó ra ba bông. Ba bông. Cây thì nó khá to cả nhà, khá to. Lá nhìn chơi thân lá cũng đã sướng rồi. Đấy. Thì cái loại này thì trong vườn em thì cũng đang còn những cái chậu đang có nụ, đang có nụ nhé. Đây này, đây nó cũng ra ba bông này. Đấy. Anh em nào mà có nhu cầu sưu tầm lan cát thì anh em có thể vào kênh YouTube Lan Đường Lâm Đồng để anh em sưu tầm lúc 19:30. Ngoài ra thì trong vườn cũng còn cái loại này này cả nhà này, loại đen rô vàng mắt đen. Đen rô vàng mắt đen. Rất đẹp và ấn tượng. Bông bông đẹp lắm cả nhà. Đây này. Em thì có những cái chậu mà nó đang có đụng. Em giới thiệu cho anh em để anh em biết là khi nó mới nở ra thì bông nó xanh xanh như thế này này. Đấy. Nhưng mà khoảng tầm 2-3 ngày sau á thì nó lại bắt đầu là màu vàng đậm. Màu vàng đậm nổi bật lắm. Một chùm bông của nó là 4-5 bông. Rất nổi bật. Đây này anh em xem này. Đấy, cái nụ này. Đấy. Thì bây giờ là em còn có những cái chậu đang có nụ chi chít như thế này này anh chị này. Đây này. Rất nhiều nhá. Và đặc điểm thân của nó rất to nha anh em nhá. Thân to như thân mía. Đó. Đây nụ này. Đó. Thì anh em cứ có nhu cầu cái hàng này thì anh em cứ gọi điện. Gọi điện theo cái số điện thoại trên tiêu đề ấy, là các bác sẽ có người trả lời cho anh em. Đấy, có thể là kết bạn Zalo. Rồi em sẽ chụp hình trực tiếp luôn từng cái loại hàng mà anh em thích. Đấy. Đặc biệt tối hôm nay thì em có hồng Giáng sinh ấy cả nhà. Hồng Giáng sinh rất đẹp để giới thiệu cho anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở trên kênh YouTube Lan Đường Lâm Đồng lúc 19:30 ngày hôm nay. Tiếp một loại cây rất hot trong cái giai đoạn gần đây. Đó là hồng Giáng sinh hay là hồng Noel các bác nhé. Cái này có cái lợi thế cái là khi ra bông, bông chùm. Nó từ 5 đến 7 bông hoa trên một mẻo nụ đấy cả nhà. Bông rất nổi, đạt hoa. Nó ra hoa quanh năm ấy các anh chị. Lúc nào trong vườn cũng có hồng Giáng sinh chơi. Đấy. Và đặc biệt là khi mới nở thì bông nó hồng đậm và sau đó nó nhạt, nhạt màu hơn. Đấy. Để cái chậu này thì em có thể bán cho anh em cả chậu hoặc là cả nhà có thể tách ra để anh em cùng có giống. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì cứ vào kênh YouTube Lan Đường Lâm Đồng lúc 19:30 tối hôm nay, hàng ngày em bán rất nhiều. Hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo, cái số điện thoại em để trên tiêu đề. Cảm ơn cả nhà. Chúc tất cả anh em mình có những cái giỏ lan thật đẹp